Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ylanka nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi thu hoạch những cái rau trong vườn đó các bạn. Thì mình giới thiệu cho các bạn xem nè. Nhà má Bảy có cái cây đu đủ. Cái cây này là hồi trước nó cao lắm, cái nó bị mưa, cái nó bị gãy, cái má Bảy chặt bớt đi để nó ngã. Chặt bớt cái nó lên, dở ra hai cái trái đu đủ chín nè. Bây giờ mình sẽ thu hoạch luôn cả hai cái trái đu đủ chín lên luôn nha mọi người. Để mình bẻ cho các bạn xem nha. À, cái trái này ở bên kia là cũng có mấy cây mà không biết có đến chín không thì mình không biết, nhưng mà cái cây này là có hai trái chín nè. Nè mọi người thấy không, nhìn nó đã ghê không, nhìn thích ghê ha. Đây bây giờ mình sẽ thu hoạch hai cái trái này, chín được hai trái luôn nè mẹ. Ừ. Đã thấy, bỏ vô cái rổ nè, đã không, đây trái nè. Bẻ luôn cái này luôn. Nó thấp thấp gì vậy bẻ? Hả? À. Đã ghê chưa? Ở trong nhà có chanh chưa mẹ? Đó, đây là hai cái trái đu đủ mà mình mới thu hoạch nè. Một chút mình sẽ cắt luôn cái mớ rau diếp cá này luôn ha. Bữa nay mình sẽ thu hoạch một mớ rau nữa. Bây giờ mình ghim cái này vô. Ờ, nặng dữ ta, tiếp. Tiếp tế. Đạp lên rau hết rồi. Nè, má Bảy lấy vô giùm con. Đó. Đây nhà mình có một cái cây chanh nữa nè. Cái chanh nó sau hè thì trái nó chưa có già. Cái chanh này nó có nhiều trái già nè. Bây giờ mình sẽ hái hai quả. Mình sẽ tìm hai quả nó già và có nước á mọi người. Mình hái hai quả. Ây da, trời. Gai không à? Vẫn chưa có già hay sao á. Cái cây chanh này là dưỡng tư cho nè. Nhà của Dưỡng Tư hàng xóm mà mình với má Bảy hay qua hái đồ á. Dưỡng Tư cho. Bây giờ đây đựng trái nè. Nhìn cũng có vẻ chưa có già lắm hay sao á. Cái cây á sao nó trái cũng còn nhỏ không mọi người. Ở đây được thêm một trái nữa nè. Chắc mình hái cái trái trong này quá. Đây nè. Đúng rồi, trái này già rồi nè, trái này mềm nè. Đó. Chắc là mình sẽ cần 2 đến 3 trái, nhưng mà trước mắt thì mình chắc hái 2 trái thôi. Chút chừng nào thiếu mình ra mình hái tiếp. Đây mọi người, đây là cái bụi rau cần của má Bảy á. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch luôn cái bụi này luôn nha mọi người. Tại vì một chút mình sẽ làm món bánh tráng cuốn thịt luộc á, nên mình cũng cần rau á. Cắt hết luôn. Chắc cho nó ra cát. Được một bộ rau này mọi người nhìn ngon không? Rau nhà là bao sạch luôn. Bây giờ mình sẽ qua cắt một ít rau diếp cá nữa nha. Bây giờ là sẽ cắt thêm một ít rau diếp cá. Cái cây cho họ cắt. Nắm bứt luôn hả? Cắt cho chậu nhỏ luôn. Chậu cho nó làm nhỏ. Có lẽ nó nhỏ cho nó cắt cho nó ra cái cát cho nó ngon, chứ để cắt nó cỏi thì mình nhỏ nha. Ăn đi nhổ như vậy tầm cắt mùa hè đó hả? Ngon quá hả? Cái này là dưới gốc cây đu đủ hồi nãy nè mọi người. Để họ nhặt cái dao luôn đó. Ăn rau diếp cá thì tốt lắm nè, người ta lấy cái nước người ta trị mụn á.
Mình nghe nói vậy thôi chứ mình cũng chưa có áp dụng thử. Đó, nghĩ như đây giúp cá chắc được rồi đó. Mình được một cái gỗ rau vuông tròn hay nè. Bây giờ mình sẽ qua bên kia, mình cắt thêm một ít hẹ nữa nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch thêm một cái bụi hẹ nữa. Mình sẽ lựa ra một cái bụi ngon ngon, mình cắt đúng một bụi này. Mình sẽ cắt cái bụi này đi. Để kèm chung với rau sống ăn cho nó ngon đó mọi người. Đây, cái gỗ rau của mình. Bỏ thêm miếng hẹ lên. Má Bảy là có cái cây cóc non vậy nè, ngon lắm luôn á. Thì trong cái rau vườn của mình á, thì mình sẽ có luôn cái đọt cóc non này luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cái đọt cóc non này nha. Nhìn cái đọt nó non mơn mởn luôn mọi người thấy không? Nhìn ngon lắm, ăn rau sống mà bỏ mấy cái đọt này vô ngon. Nó có cái hậu chua 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 nhẹ luôn á mọi người. Rất là ngon luôn. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch một ít ha. Mình sẽ hái cái đọt này đi. Hái ngang vậy nè. Kêu rắc rắc luôn. Mình kiếm một ít. Đây. Nhìn ngon ghê chưa. Mình sẽ hái đây. Nó. Ở bên đây là trụ thơm. Cái cây cốc này là chưa ăn được cái trái nào luôn. Ăn lá, ăn bông, ăn đọt không. Cái này nó không có được non lắm. Đây. Hay đặt ở đây. Chắc đọt nữa là vừa rồi. Đây. Đây cái đọt này nè, mọi người nhìn nó ú ra tới ngoài đường luôn. Mình sẽ hái nó. Nhìn ngon ghê chưa? Đây nó nằm ngoài này cũng một ít nè, mình sẽ hái thêm một nhánh nữa nha. Đó. Được nhiêu đây chắc đủ ăn rồi. Mà không có đọt cóc non á, mọi người hái cái đọt chùm ruột non này ăn cũng được á nè, nó chua chua ngọt ngọt cũng ngon lắm nè. Nhưng mà của nhà mình nó cỏi rồi, nó không có cái đọt chùm ruột non nữa. Mọi người thấy có trái không? Cây này cũng chua lắm á. Còn này bên nhà hàng xóm cây đụng đỉnh gì nè. Một chút là anh hai mình sẽ hái thêm một ít cái lá non của cái cây bằng lăng này nè. Lá này cũng ngon, nó có cái hậu chát chát nhẹ. Cái này nó chua, cái đó chát 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 nhẹ nè. Nó hái mấy cái đọt đó. Đi cắt nhổ nãy giờ nè, có cóc, có giếp cá, có hẹ với rau cần.